mời quý vị về thăm quê hương Nam Đồng ở Hữu Nghị. Hãy lên đèo La Hy. Cũng kiếp sâu vậy mà nó đổ đất đầy luôn. Đó là đỉnh đèo La Hy. Mang công trình đường cao tốc La Sơn Túy Loan mà sẽ cái đèo La Hy ra sâu tuốt dưới này, lấy đá xây ra để làm đường. Thật công phu, quá công phu. Khoảng một năm nữa thôi là đường sẽ hoàn thiện. Thôi giờ em vừa đi vừa quay nhé, để cho bà con cùng thưởng thức, cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rừng núi. Các bạn coi đừng ném đá mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, điểm vô khu du lịch Suối Mơ. Khu du lịch sinh thái Suối Mơ. Đây, cho các bạn thấy nha. Thác Mơ trong giai đoạn đầu tư xây dựng nên tạm ngừng hoạt động. Đây, trạm của La Hy đây, trạm La Hy. Trạm kiểm lâm. Đó, đường cao tốc ở trên không, trên đầu mình này. Đây, suối này chạy ra từ Suối Mơ, Thác Mơ chạy về. Em quay cho đến cái nhà của em ở nhé bà con. Xanh đèn đỏ này, hoành tráng chưa. Đây quán cà phê công viên của anh Phương, cà phê Trúc Lan Viên. Mình đi vô thì hướng đây, hướng chợ đây, chạy qua cầu cho bà con thấy chút xíu rồi chạy về lại. Đây chợ Khe Tre, phía xa xa là rừng nguyên sinh, rừng nguyên thủy. Đây là cầu Khe Tre. Này chỉ có giới thiệu cho những quý cô chú anh chị ở xa thôi, còn các bạn ở gần đây thì biết quá rõ rồi. Ngon, ta làm bờ kè này, chợ Khe Tre này cho khỏi mùa lụt, khỏi sạt lở. Rồi giờ Hữu Nghị đi về cái nhà, về nhà của Hữu Nghị đây. Hiện tại ở huyện Nam Đông một cái đèn đỏ duy nhất. Dòng sông Thượng Lộ, ở trên này là có cái thủy điện Thượng Lộ. Đây nhà của Hữu Nghị đây. Thuận như báo chí đưa tin đây, bà con thấy chưa, sao lủng lỗ ta. Đây cái nhà tôn đây. Hồi bữa nay đứa em nó ở rồi, nó gắn kính vô, nó bỏ mấy tấm kính vô cho đỡ bụi, con trên này chưa gì hết. Đây tôn bro. Đằng sau này là một cái suối. Đây, sát nhà của Hữu Nghị đây thôi. Bề ngang 5m, bề dài 7m. Cho đứa em trai ở, tại vì ở đây á là mình làm cái toilet người ta cũng không cho. Nên chỉ cha con Hữu Nghị đành kéo nhau vô Sài Gòn lập nghiệp, ai ngờ đâu gặp may.
cho đứa em trai ở và nó đã ráp kính vô. Ở trên này thì chưa ráp gì hết. Còn trong trên người ta chui vô lấy đồ được. Đây là phía trong. Phía trong căn nhà cho đứa hai vợ chồng đứa em trai ở đây. Đó, duy nhất một cái phòng ngủ trống trơn mưa tạt hết. À, con ngựa của cú Toàn đây rồi. Lâu rồi vẫn còn này, vẫn còn nguyên này bà con ơi. Kể cả cái nôi hồi trước cũng vẫn còn luôn. Đây, hiện giờ tắm giặt gì cũng nằm phòng bếp hết. Bởi vì toilet người ta không cho xây dựng. Đây là cái toilet mà Hữu Nghị làm lên rồi đây. Xây mới được 2, 4, 6, 8 viên gạch, 9 viên gạch. Và muốn lắp cái bồn cầu để đi vệ sinh mà cuối cùng họ không cho. Bắt ngưng lại hoàn toàn. Giờ để hoang phế vậy đây, đứa em nó ở nó cũng không dám làm gì hết. Nhà đây Hữu Nghị đổ đất 20 mấy xe đất. Đây nó hỏng sâu lắm này bà con thấy không? Đi xuống cả 3-4 mét. Sau này là cái bụi lò ô này giờ nó nhảy lên ghê chưa. Mình đổ đất nhiều bây giờ nó nhảy lên. À, xây được cái bờ tường này có 12-13 là viên gạch, viên bờ lô. À, đây là giờ cây bụi lô này nó lấn lên nhiều ghê. Mình đổ đất cái giờ nó tràn xuống. Hay nhiều người thắc mắc là tại sao mình có nhà to nhà đẹp ở tại quê nội mà không ở. Bởi vì ở đây á, là đất mượn. Đất mượn của ủy ban. Nhiều người thắc mắc là tại sao. Tại sao không ở đây mà đi vô Sài Gòn. Ở đây thậm chí cái toilet mà người ta không cho mình xây dựng nữa. Đi cầu chỗ nào. Mà ở cái đường khe đây là chạy xuống nhà máy nước sạch. Là nó chạy nó cả huyện đều xài. Không lẽ đi dưới sông dưới suối để cho mọi người xài hay sao? Nhiều người thắc mắc kỳ cục lắm. Nên chị Hữu Nghị đành không có chỗ ở nên chị đành phải đi Sài Gòn để cái nhà cho hai vợ chồng. Thằng em nó không có nhà nên chị nó đành phải xin ở nhờ ở tạm ở đây. Đó, nhiều người thắc mắc là như vậy. Này khi nào họ đuổi thì mình dỡ tôn này mình đi là xong. Vậy thôi. Thôi, Hữu Nghị xin chân thành cảm ơn anh chị em đã theo dõi. Đây, nhờ đứa em nó ở mà nó bỏ mấy tấm kính không thôi, đường này bụi dữ lắm. Nhà này bề ngang 5 mét, bề dài 7 mét. Độ 21 xe đất. 21 xe ben á. Mai mốt đi không được lấy lại miếng đất nào không đây. Giờ mấy bụi lò nó nhảy lên. Nó nhảy lên sát nhà luôn rồi. Đây ở dưới là một cái suối nhỏ nhỏ. Rồi các bạn thấy không? Mưa mà nó trục mà bụi lò này nó sập xuống luôn rồi. Nếu mình nợ là mình sẽ kè nó. Mà cuối cùng không được rồi. Lò nó nhảy sát nhà luôn rồi. Nó chống nhà lên luôn. Thì ghê quá. Đây mấy cái lan rừng tự nhiên này bà con, đây là nhà của ông bà nội. Lan rừng. Ông nội đang cho cá ăn.
Cá bự chưa ông? Sao vậy, nó bị gì mà nó chết à? Hồi xưa là ở nơi vùng đây là hồ cá nhiều lắm, nhưng mà giờ họ nuôi bỏ hết rồi, họ bỏ nuôi hết rồi, chỉ còn một mình ông già nuôi. Ồ, cái áo này hồi trước mấy nhà báo nó cũng phỏng vấn ba bằng áo này đây đúng không? Áo đỏ. Áo này với áo đỏ nữa. Cái này. Còn hả, áo này hả? Đây hồi xưa là ruộng của ông già đó, ông làm hợp tác xã nhiều lắm, bây giờ chia cho từng hộ, mỗi hộ là mỗi, bây giờ mấy hộ kia họ trồng keo, còn ông già bề ngang có 10 mét à, bây giờ họ chia cho mỗi người bề ngang 10 mét, ở đây là 30 mét được 3 hộ. Đó, bà con thấy vừa mát mẻ, thấy yên tĩnh. Dạ. Trời, bye bye bà con thôi.